Ăn chay vài ngày trong tháng nhưng vẫn ăn ngọt hành thì có đúng là ăn chay không? Ăn chay vài ngày trong tháng thì ăn cho lấy lệ chứ đâu có ăn gì. Thì cũng tốt hơn nhưng không ăn. Nhưng mà ăn xong đợi sau 12 giờ ăn cho no chút, thịt chút thì cũng vậy thôi. Cho nên chứ vì làm vậy cũng khen cho những người không ăn. Chứ không sao hết. Nên phát tâm ăn ở hiền lành, ăn mặn thì có thể, nhưng mà đừng có tự tay mình sát hại sinh vật. Những người khoe tôi là ăn chay trường, nhưng con kiến vô trong nhà thì giết, con mũi vô trong nhà thì giết, con ruồi vô nhà thì đập chết hết, thì ăn chay như vậy cũng như không. Phải cử sát sinh là điều quan trọng nhất. Con vật nhỏ xíu xíu cũng nên đừng cử sát nó, thì chúng ta mới thoát khỏi cái nạn gọi là nạn oán thần trái chủ. Chứ chúng ta ăn chay thương con cá, nhưng mà thực ra con cá nó giết rồi, bây giờ mình ăn. Nhưng mà rồi dạ đỏ ăn chay cho thấy con gà đi ngang, thấy bố đùi nó mập quá thì còn hơi thèm thèm, thì còn kẹt lắm, còn có gì. Nhưng mà giết con ruồi, con mũi, con kiến, con giáp, con chuột, chúng ta cũng bị cái nạn gọi là sát sanh. Ăn hành ăn tối là cái kỵ của người đi hộ niệm. Khi mà phát tâm đi hộ niệm xin như vậy, miệng ăn cái đó đi, thì đi hộ niệm sẽ có kết quả tốt hơn. Tại vì cái hành cái tối nó là cái món mồi rất ngon cho cái chư vị gọi là cái chúng đẳng vong linh, chư vị mà trong cái các vị thần mà các ngài không có tu, các ngài lại thích cái mùi đó. Còn các vị thiện thần có tu có hành thì các ngài lại kỳ chuyện đó, các ngài không có thể tới được. Cho nên biết được như vậy thì chúng ta không nên ăn những cái tối hành hệ nén ba rô, những hành tây, những thứ đó không nên ăn. Tại vì nếu mà những người nào ăn cái đó, nhiều khi đi hộ niệm khó mà có thể giúp cho người ta phản sinh, thì tốt nhất là chúng ta không nên ăn chung đó. Còn chứ vậy mà không quyết là mà không ăn chay được thì khuyên là nên ăn tam tịnh nhục. Tam tịnh nhục là gì? Là không thấy con vật nó chết, không nghe con vật nó kêu, và không vì ta mà con vật nó chết. Không vì ta mà, ví dụ như mình trực tiếp mình muốn ăn con đó mà kêu người khác giết chung thì không được. Kẹt lắm. Còn những cái mà bán người sốc thì tạm gọi là ăn tam tịnh nhục, cái là cái hạ phẩm ăn chay. Thực ra cái ăn chay gọi là trai chay thanh tịnh, chính là cái tâm thanh tịnh. Giữ được cái tâm thanh tịnh gọi là trai chay đấy. Chứ không phải ăn chay là còn biết ăn chay mà ăn chay không ăn thịt, tức là cái hình thức mà thôi. Thì quý vị mà ăn chay trường nó là trung phóng mà thôi. Mà tâm mình thanh tịnh nữa mà thương tất cả loài vật nữa, phóng sanh nữa mới là được phẩm. Như vậy là thương muôn kiến nữa. Cho nên trước cái cô Kim Bình cô rủ tôi đi bắt trùng, đi mua trùng mà trùng người ta câu á, đêm về thả thì tôi cũng được. Rồi trùng rồi bắt những con giòi người ta để câu cá rồi cũng lượm luôn, cũng mua luôn, có nhiều trong cái tủ nhiều con mua hết luôn, đi thả giòi, thả những con đó để cho nó sống. Mình phải thương nó, đừng có sát nó.